ghê quá đi. Mưa lạnh. Ngang qua hàng chờ rồi nghe. Nhìn tiếng rau. Nhìn tiếng cười. Mấy gì bán hàng ở chợ. Dạ đây, từ sau chờ ăn cừu mọi người nhé. Dạ, bước quá. Em vừa về dưới các làng quê đi lên. Đang qua đây thấy bà con cảnh họp chợ vui vui cùng ghi hình. Tới đi. Ôi giờ hàng Tết. Hoa quả Tết. Dạ đi về quê mà mưa quá mọi người. Về ở quê các nơi em vui đi về gì quê mà đi đò lên. Quê lạnh quá. Cũng có video để mọi người thăm sáng trưa nay. Dạ yeah. Lên đến chợ ăn cừu rồi. Quay một vòng xem tình hình bà con như răng. Buổi trưa rồi, 11:30 trưa ăn chờ một đông. Đồ ông Tạo. Dạ yeah, mua rồi. Được chờ trong chờ ngoài chờ. Mưa tầm tạ luôn. Mưa dữ quá. Mưa mô lần này 18 độ C. Dạ càng ngày càng nặng hạt là mọi người. Qua Tết bày bán nhiều rồi đó. Dạ yeah. 17 tháng chạp đó. Tết á, người ta trưng để bán trưng Tết rồi để tặng trao tặng làm những gói quà bằng những cái rượu hoa sắc màu sắc đỏ sắc vàng của Tết cha rất bắt mắt. Hàng của một cái đến sản phẩm rượu. Dạ. Hoa trà lạnh, mưa lạnh mọi người. Đi trên đường rất là lạnh luôn. Ồ, trong chùa này như người ta mượn mặt băng để trứng hoa để bán này, hoa cúc. Được sân chùa rất là nhiều hoa cúc, hoa thọ. Đó, chờ hoa bắt đầu đưa lên các địa điểm bán hoa rồi đó mọi người.
về mưa quá như riêng biệt chờ hoa năm nay như răng mưa lành ghê quá. Văn hóa không biết có chi mà đông ghê thế hả? Chúc mừng năm mới à, chuẩn bị sân khấu để chúc mừng năm mới đang mà. Wow, chà, những cái màn hình, bạn trẻ đang tập luyện, chắc là chuẩn bị diễn văn nghệ một cái dịp lễ gì đây, nhà hát lớn đây mọi người. Không gian này mai một chợ hoa đấy, người ta trưng hoa đây bán nhiều lắm. Trưa nay lại một ngày giá rét nữa mọi người. Đây thì là Huế 18 cho đến 21 độ C, trên đường khá là lạnh. Hôm nay cũng là ngày 8 tháng 1 rồi. Đường phố Hà Nội đường tên Hà Nội mọi người, chẳng phải và đường phố của thành phố Hà Nội. Xe máy bay bằng rất là nhiều luôn, quá trời là xe, cơ sở xe Lộc Thành. Xe người ta dắt ra để trực đường bán Tết cuối năm là nhu cầu đi mua đi sắm xe cổ, hàng hóa, áo quần đủ các kiểu, ai cũng đưa trưng bày ra cho người ta thấy. Dễ lựa chọn hơn. Trời mưa có mấy anh chị tay ba lô đi du lịch đó. Xe này là xe 73 này là về quê ăn Tết là chắc chắn luôn này. Chạy từ không biết từ Mora này. Đó, đi Winner hả? Xe này chạy đường dài tốt lắm. Về quê ăn Tết chắc là mấy bạn sinh viên, mấy em sinh viên. Dãy này là toàn là đặc sản Huế này, bánh bò. Ai đi Nam đi Bắc ghé ăn đó. Còn cũng bán xuyên ngày đêm. Đường Hà Nội bây giờ đẹp đẹp rồi. Còn vài hướng từ trung tâm ngã 6
quay đèn câu cú súng câu mới mọi người. Dạ. Bây giờ đường xá rất là rộng. Thì vất vả thời tiết thôi. Quá khắc nghiệt. Mấy hôm mưa gió tầm tiền miếng kịp thiệt. Lạnh kéo dài. Chờ mưa này mà có người ôn bạn kẹo kẹo ngồi bạn làm đâu mà bạn hè. Trời nặng không bạn được chắc kẹo kẹo mà ngồi bên đường bạn mừng đang hè. Trời có những cái ngành nghề tồi lắm mọi người. Không đi làm thì không có sống. Không đi làm thì mùa này quá vất vả lắm. Bạn kẹo kẹo ngồi ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ đó. Chạy xe máy, dạ, ôm chạy xe máy. Ông dừng lại nên cả cái tụ điểm mà người ta hay dừng xe đèn đỏ ngồi bạn. Dạ. Lành có đó. Trời ơi, cầu của đêm là vặn. Dạ thì vài lần trưa nay em vui ngang qua Sở Huế để cho mọi người biết thêm trời mưa lành nha mọi người. Lành lắm luôn. Yeah.